Lần đầu tiên mèo thấy dưa hấu, nó tò mò ngắm nhìn như gặp phải một sinh vật ngoài hành tinh. Mèo nhẹ nhàng đặt chân như một chú ngựa con, chuẩn bị tấn công. Chúa ơi, một cú đấm mèo khiến dưa hấu nổ tung. Quả thực là mèo quyền cước. Hai chú mèo cam trắng đang thi đấu xem ai có thể nhảy lên tủ lạnh nhanh nhất. Chú mèo cam trắng lấy đà, nhảy lên như một ninja. Bất ngờ, nó dùng vũ khí hóa học. Mùi đó không thể nào. Chú mèo cam điều chỉnh vị trí liên tục như đang chơi trò nhảy dù. Cuối cùng, mèo đạt đỉnh, đứng trên đỉnh tủ lạnh. Mèo phía sau chỉ còn biết ngao ngán, mặt mày méo xệch, ngất xỉu vì mùi hương trăng. Mèo tam hoa quyết định không đi theo lối mòn, đứng trên lan can, bước đi như thể đang biểu diễn catwalk, không thể không thán phục. Chú này, hãy chuyển sang nghề múa lân luôn đi, sau này chắc chắn sẽ nổi danh trong giới nghệ thuật. Hai chú mèo húc đầu vào nhau trên đỉnh tường, không ai chịu nhường ai. Đúng lúc này, mèo lông trắng đột nhiên mất đà, chân không chạm đất. Ôi chao, mất thăng bằng rồi. Mèo lông trắng xoay 360 độ kiểu Thomas, một pha nhào lộn đỉnh cao. Hai con mèo lao vào đánh nhau, lý do thì không ai biết. Mèo kim ôm chặt cổ mèo lệ bạch, như thể đang tập wrestling, chân sau đẩy mạnh cú đá vô ảnh Phật Sơn huyền thoại. Ôi trời, cú đá này sắp trúng lệ bạch rồi. Nhìn xem, quả là đòn lợi hại. Hai con mèo từ cửa hàng thú cưng quyết định tranh tài, được cô gái đem về nhà để trình diễn trực tiếp. Chúng đang biểu diễn chiêu thức bí mật của mình. Mẹ ơi, đây có phải là hiện tượng liên kết lượng tử không? Quá mượt mà và nhịp nhàng.